Thì em biết rằng khi mà chị biết ra sự thật là em sẽ bị đuổi đầu tiên. Nhưng mà chị Hai ơi, nó kêu chị bằng chị Hai. Chị kêu ba má không y bằng ba má là bởi vì con của chị đã cho ông Yên làm đỡ đầu rồi. Anh Dũng cũng kêu ba má, cũng kêu giống như chị. Sẽ có một ngày chị đuổi em ra khỏi Đại Nam. Khi mà chị biết sự thật, chị mới hỏi nó sự thật là cái gì. Nó nói em không thể nào nói được, nhưng mà lương tâm em ngại quá. Em thấy chị tốt quá mà em không nở. Thì nó mới nói hé hé cho chị nghe là cả nhà lừa chị mà em không có tiếng nói. Sau đó nó nói cho chị nghe vài câu chuyện á. Thì chị có hỏi dò một đứa em gái của ông Yên. Thì sau đó là cái thằng đó bị hất ra khỏi group. Ông Yên có ba đứa, một người chị gái, hai đứa em gái và hai đứa em trai. Chị hỏi dò cái cô em gái đó thì lập tức là họ nhận diện ra ngay là cái thằng Thiện Hòa đang làm trong công ty chị, thì thằng đó bị hất ra khỏi group liền. Họ tinh vi tới mức đó. Chị mới lân la qua một đứa em của ông Yên nữa, là một thằng đương ở trên Bình Phước á. Thì thằng rắc á anh, Anh rác, anh Út rác. thì thằng đó nó kể không sót một cái gì về ông Yên luôn. Và nó nói rằng em không cam tâm nhìn thấy ông Yên với gia đình lừa chị, vì em không muốn tạo nghiệp. Phải nói là chị trân trọng thằng đó, ít nhất nó cũng phải biết nhân quả. Thì từ đó chị mới lần ra hết tất cả những cái gì mà có câu chuyện ngày hôm nay, là nhờ cái em đó với lại cái em hai đứa em trai và ba của Thì mình chỉ nghĩ ngay, mình coi ở trong cái clip á, họ xảo thuật á, họ dựng lên những cái thu hút á, thì mình thấy nó thu hút dữ lắm. Mà nói nếu một con người như thế này mà nếu mình đem được về để có một cái nơi đàng hoàng để chữa được cho ba tánh miễn phí, thì mình sẵn sàng tốn kém bỏ ra cả hàng ngàn tỷ mình cũng chấp nhận, miễn làm sao cái quỹ từ thiện ngàn hũ sẽ sẵn sàng làm cái chuyện đó để cứu người. Nếu làm được giống như mà mình coi trên trên các cái phim mà gọi là YouTube, là có một ngày nọ nói với tôi rằng chắc không biết là mình có chữa được hay không, tại sức khỏe nó thế này thế kia rồi, đệ tử nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Bắt đầu tôi chỉ suy nghĩ, hơi không ổn. Thì sau đó có một cái chuyến đi chữa bệnh ở tại An Giang, tôi đi theo luôn. Tôi xuống dưới An Giang thì xuống tới Thọ Sơn, huyện Thọ Sơn An Giang, thì tôi ngồi ngoài ủy ban huyện, thì có anh em quen biết ở đó công an rồi, thì ở trong cái chỗ cái chùa đó, thì sáng đó là ủy ban tỉnh và huyện không cho, bên an ninh không cho tổ chức để trị bệnh, vì người ta bu đông với thứ hai mất an ninh trật tự đó. Thì công an nó ra, nó anh em công an với báo lại á, là tôi đang ngồi đó mà báo lại với ủy ban, có cậu phó chủ tịch ngồi bên tôi thì báo lại là vì người ta mua những cái phiếu ở xa, người ta mua những cái phiếu chữa bệnh tới đây tốn từ là 5 triệu đến 10 triệu, nên bây giờ người ta nằm dạ không chịu về. Tôi với quay qua hỏi lương y Võ Hoàng Yên tại sao có chuyện như thế, thì nói đây là chắc là cái băng tổ chức nó bán cho mình đi chữa bệnh, mình không biết. Bắt đầu từ đó tôi đặt cái nghi vấn, cái nghi vấn của tại sao mà ban tổ chức, nếu mà mình xây cái trung tâm ở trên kia, mà nếu là cứ bán phiếu cái kiểu đó rồi đi đánh có phiếu gì vô trị, thì mình là cái người lãnh đạo, mà mình là cái thằng hồn nhiên đi xây để mục đích của tôi là chỉ đi cứu người. Tại vì cái quỹ từ thiện mình hiện nay mình làm cho ba cái bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi thành phố và bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, và chỉ có làm rất đơn giản, không có quảng cáo gì hết, chỉ thông báo cho bệnh nhân biết rằng ở đó có cái chương trình trái tim hàng ngũ, ai bị tim bẩm sinh, các em bị tim bẩm sinh không, đến đó gia đình nghèo và gia đình khó khăn, còn gia đình giàu họ đi hết rồi, họ mổ cho đâu có đẻ cho con mình đúng không, thì sử dụng cái quỹ này và bác sĩ cứ quyết định rồi. Ví dụ giờ này họ lập cái danh sách lên, tôi 30 và tôi diệt 30, chưa bao giờ tôi hỏi, chưa bao giờ tôi hỏi là cái bệnh nhân đó thuộc thành phần nào, tại vì cái người giàu có nói cho người ta sĩ diện, không có ai mà đi xin như thế, còn cái người mà còn lại thì thật sự là gia đình khó khăn. Mà nếu mà gia đình khó khăn thì mình coi họ như con mình, thì mình nghĩ cái chương trình của cái phòng khám này nó giống như là cái chương trình mình mổ tim, thành mình bỏ một cục này ra mà một ngày mình tính ra là cứu được mà 200-300 người như thế. Ví dụ như các cháu câm điếc đi thì một tháng là biết bao nhiêu là ngàn người. Thành ra dù có bỏ cả ngàn tỷ ra để làm cái việc đó rất là tốt.
vì mình đã xác định tài sản của mình có là của ba tánh, 100% lợi nhuận mình đang làm ra mình dâng hiến hết cho quỹ từ thiện, mình không lấy bạc lãi nào hết. Thực sự đó là như thế. Thì sau khi mình đặt cái dấu hỏi vô, là cái dấu hỏi vô trong đầu, tại sao không định vị để chữa một chỗ mà phải chạy, rồi bắt đầu xuống mà nghe cái vụ bán phiếu đó, thì nó đánh một cái dấu hỏi thủ tướng trong người mình, trong người tôi. Thì bắt đầu là trong người tôi đặt cái dấu hỏi rồi đó. Thì mới đổi như thế, thì nó khi là coi như là xong cái ngôi chùa thì ra ngồi giữ đó, với phát hiện ra là từ cái chuyện ăn trộm tiền vật tư, tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung, mà tôi là cái gì và cái đó là tôi tối kỳ lắm, không thể chấp nhận được khi đồng bào mình hoạn nạn thiên tai như thế. Không, bao nhiêu tấm lòng dồn về cả cho miền Trung, mình không đi được thì thông qua nói trên tình đồ thì ủng hộ như thế, đi ăn cận tiền cứu trợ là không thể chấp nhận được. Cái này mình nói thật sự, mình cũng dân miền Trung mà mình thấy cái cảnh lầm than đó mà đi ăn chặn những đồng tiền như thế. Cái thứ hai nữa là bóp cổ người nghèo để bán phiếu, một cái phiếu bán như thế rồi do là chữa được không được gì cũng là mua phiếu bắt rồi, mà rất là khôn, tinh vi lắm, không chịu trách nhiệm, tiền thì lấy nhưng không chịu trách nhiệm. Đó. Tôi có một cái băng ghi âm mà có một cậu kể tôi nè, bà xã tôi đi lì xì cho các đệ tử một người 5 triệu. Xong vừa đi về xong là nói có cái ngôi chùa kia bị cháy, thu lại hết. Không phải là ngôi chùa cháy nhưng mà... Coi như là giống như đi lì xì á, đi ra thăm chùa cái lúc mà đang xây á, lì xì cho đệ tử. Đó mấy chục người á, người 5 triệu. Vừa bước ra về, ra xe đi về là ở đây thu lấy lại. Mai tôi cho cái băng ghi âm, người ta tố cáo nhé. Tức là một con người này nó không còn tưởng tượng nữa, không nói nổi rồi. Nên là các bạn thấy mình làm hồn nhiên lắm. Tôi cũng như trước Tết đó là coi như là Covid rồi vậy, cho tôi vô một cái làng nọ, tôi thấy dân khổ quá là tôi quất 5 cây số đường luôn trong vòng có 10 ngày. Tôi ngồi đó luôn 5 ngày, 10 ngày làm đường là tôi có ở đó 5 ngày, tôi ngồi chơi với mấy ông bà già này vậy đó. Mà thấy tối về ngủ hạnh phúc lắm. Được cái con nên đó là cái tấm lòng của mình. Nhưng mà đối với những con người mà xảo trá như thế này, mà nếu dùng xảo trá để lột trần họ, không lột được đâu. Giống như phải vô hang hầm với bắt được hầm, là phải dùng tâm từ bi và có một cái xúc ngu ngơ trong đó. Thế vậy thì họ với chủ quan, họ quen rồi, họ xáo thật mà. Thì cái cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra, đến giờ re là nhân quả mà, phải trả thôi. Các bạn cứ hỏi hết những người đã đến đó trị bệnh, họ sẽ kể lại cho nghe, khủng khiếp lắm. Còn nói trên YouTube đồ nào là phục vụ cho người nghèo này kia, chẳng qua là những câu qua Mỹ thôi, những câu qua Mỹ thôi, và họ biết đóng phim để xây dựng một cái hình ảnh giống như thần thánh. Thật sự không phải vậy. Và tôi nói thật sự với tôi, mà nếu mà đúng mà chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho liền 1.000 tỷ để làm cái chuyện đó, để cứu ba tánh. Vì mục tiêu thôi là tôi thay mặt cho ba tánh, giống như ba tánh đến là phải trả tiền thì thôi tôi trả một cục luôn cho cũng được nữa. Nhưng mà không phải như thế. Thì tôi hồi vợ chồng tôi chịu đựng cho đến khi xong cái chùa. Thì xong cái chùa xong thì nó cần tết, nên là chờ cho nó xong xuôi. Cái ngày rằm vừa rồi là tôi có cái việc cúng ở trên đền để làm tháng giêng, xong rằm là bắt đầu tôi phát pháo làm cái này. Là vì không thể để cho người khác. Thường thường những cái người có tên tuổi một tí khi bị lợi dụng bị lừa, họ xấu hổ, họ không dám nói. Có khi họ còn trông cho người khác giống mình để chi, để thể hiện mình là người hay là cũng không coi như có nhiều người bị giống ấy mình bị. Nhưng mà đối với tôi là không, sai lầm đó là thầy mình, mà nó là một cái bài học rất quý giá. Thì mình đã muốn mình bị như thế thì thường thường mình đừng ích kỷ, bỏ cái tôi mình đi, và mình phải mong muốn đừng ai bị giống mình. Đó là người có trách nhiệm xã hội và mong cho xã hội tốt, thì mình dọn dẹp những cái ung nhọt, những cái này là giống như sâu bọ hay là virus ấy. Mình phải nó làm cho cái đất nước mình hay là cho cái làng xóm của mình nó bị ô ấy, thì bây giờ mình dọn dẹp nó đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta quay lại tiếp câu chuyện hiện đang căng thẳng giữa bên vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.
đang tố cáo ông Võ Hồng Yên, lương y Võ Hồng Yên. Thì có nhiều người cũng nói là một đại gia như ông Huỳnh Uy Dũng, một người kinh doanh, người thành công như vậy mà không để cho ông Võ Hồng Yên lừa hay sao, không biết hay sao để lừa. Nhưng sự thật trong một cái trả lời của ông Huỳnh Huy Dũng, vợ chồng Huỳnh Huy Dũng với phóng viên đó, với báo chí đó, thì thật ra ông đã biết cách đây cũng khoảng 8 tháng rồi, ông đã phát hiện. Nhưng mà có thể là cái người mà giờ ông muốn biết được sự thật, ông muốn tìm ra cái sự thật đó, cho nên ông phải đánh đổi. Có nghĩa là ông bây giờ thì trên phương tiện mà nói để mà tranh cãi thì mình chỉ nghe là một cái cách nói của vợ chồng ông Dũng thôi, là ông kia tham lam quá, tạo ra những cái mối nghi ngờ. Nhưng thực sự đó cũng là một cái bẫy của ông Dũng mà ông Võ Hồng Yên không ngờ tới, cứ cắm đầu. Nhưng mà tham quá cho nên cứ cắm đầu càng ngày càng lún sâu vô, và sự thật bây giờ là nó bể ra. Có thể là vợ chồng của ông Dũng vẫn có cái lòng tốt quá, họ có thể cho ông này cơ hội để mà quay đầu. Nhiều khi mà mình ông phát hiện rồi mà, ông cũng đã nhiều lần ông nói, ví dụ như là từ những cái chuyện mà vợ chồng ông cũng có kể, từ những cái chuyện mà ông Yên nói là than thở là người thân của ông làm việc trong 14 năm rồi mà không có lo lắng cho người thân, để còn khó khăn, thì chính đích thân và học trò của ông đâu đó không có tiền đó, đi theo phụ ông đó, thì chính đích thân bà Nguyễn Phương Hằng lại cho tiền mà chuyển tiền vô tài khoản những người đó đó, rồi cho những cái lô đất, cho những cái sổ đỏ, phải gọi là cái nền đó, tức là những cái lô đất để cho những người đó có, mà lô đất là tính tiền tỷ đó. Nhưng mà sau đó thì bà phát hiện là không đúng sự thật, thì bà mới đề nghị thu hồi, nhưng mà với một lương tâm là bà cho lại tiền, không chứ không bà không có tước đoạt là trở lại, thì cho bà nói cũng cho người cả tỷ 2 tỷ luôn mà. Và những cái con người mà ông Võ Hồng Yên á cũng kiểu tham đó, tiếng to tiếng nhỏ nói chuyện với lại ông Huỳnh Đi Dũng, là trong thời gian ông làm việc, ông đi làm từ thiện, ông xây dựng chùa, rồi ông có những cái giường thuốc nam, hàng tháng ông phải mất cả tỷ đồng để mà tu bổ hay là lo cho những cái giường thuốc đó và xây chùa. Ông nợ lên con số cũng khá là nhiều chủ nợ nó đòi ông tiền tỷ, thì đích thân của bà Nguyễn Phương Hằng, bà cũng là người đứng ra trả nợ giùm, đúng không? Bà có chuyển tiền, bà có ghi rõ là tiền để mà trả nợ thay cho ông Võ Hồng Yên. Nhưng mà nó bà bất ngờ, bà hiểu ra là những cái tài khoản mà ông Yên cho, gần 20 cái tài khoản đó, là người thân của ông Yên không, nào là cha vợ, nào là vợ ông Yên, nào là cháu vợ, rồi anh rể tùm lum. Cho nên thì đó là bà đã đủ hiểu, là bà biết là bà bị lừa rồi. Nhưng mà tại trong thời điểm đó là bà có trẻ gì đó, bà đòi lại 12 tỷ từ cha vợ của ông Võ Hồng Yên trước đó mấy tháng, không thì sau đó thì có vụ tranh cãi nhau gì đó giữa ông Võ Hồng Yên đó, nhờ vợ cha vợ ông Võ Hồng Yên với bà Hằng đó. Như vậy đó là cái tiếng chuông mà bà cảnh báo rõ rồi, bà cũng có nói thẳng là bà không có tiếc tiền, nhưng mà bà đừng có lừa dối bà. Người ta đã cảnh báo đi cảnh báo lại nhiều lần rồi, nhưng mà có thể là do một cái tập thể, một cái tổ chức này á, đông người này họ không hiểu. Có thể ông Võ Hồng Yên ông phát giác ra nhưng mà không kịp trở tay, bởi vì những cái người
chung trong tổ chức đó, họ lạm dụng quá, ăn dễ dàng quá. Cơ hội từ cái chuyện mà phát tâm xây dựng chùa và cái chuyện cứu trợ miền Trung, cứu trợ miền Trung, cho nên họ ăn dày quá. Mà bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không chấp nhận cái chuyện đó, ăn trên xương máu đồng bào trong cái lúc đau khổ đau đớn. Thì tại ngay cái ngày khánh thành chùa gì đó, Hưng Minh Tự gì đó, cho nên mới tìm ra trên cái văn kiện báo cáo, văn kiện khánh thành của chùa đó, thì đọc ra cái con số đi từ thiện của chùa trong cái đợt cứu trợ miền Trung thì nó sai sự thật. Và sự thật bây giờ là ông Võ Hùng Yên chỉ có một cái gì đó tỉnh ở Quảng Nam gì đó là mới xác nhận là ông đi tới cứu trợ thôi, còn ở đâu Quảng Bình, Quảng Trị thì không có. Cơ quan địa phương báo chí bà đang bắt đầu điều tra, vô cuộc hỏi thăm thì tới những cái thôn cái xã mà cái nơi mà chịu ảnh hưởng nặng của cái bão vừa rồi năm ngoái đó, thì họ điều tra những cái người mà có quản lý cấp xã cấp thôn gì ở chỗ đó đó, họ nói đâu có cái đội từ thiện nào của ông Võ Hùng Yên tới đâu. Nhiều đó là cũng đủ, là cũng thấy là cái con số nó sai sự thật rồi. Rồi bà nói bà chuyển tiền mà gần 8 tỷ đồng trước đây 2 tháng để cho trùng tu cái chùa gì đó, đại trùng tu gì đó, nhưng mà tới giờ phút này bà nói mà không ngay tại đó không có một viên gạch nào tới thì cái tiền của bà đi đâu. Nhiều đó là tiền, số lượng tiền như vậy thì cũng đủ khởi tố hình sự rồi, không còn là dân sự nữa. Có thể là và bà Yên, bà Nguyễn Hùng, Nguyễn Phương Hằng đó, bà cũng thừa hiểu khi mà ông Võ Hùng Yên đó, có cái tổ chức của ông có một cái chiêu tức là hay đó, tại vì họ biết luật mà, và họ có luật sư đi kèm mà, họ làm việc có luật rồi, việc có hệ thống rồi, nên họ thừa biết luật nào là luật dân sự, luật nào là luật hình sự. Khi mà ông chiếm đoạt tài sản mà không được thì bắt đầu ông năn nỉ, ông ối ra, ông trả lại đó. Ví dụ như là từ cái lúc mà cha vợ ổng chuyển vô 12 tỷ trả nợ đó, mà chị chuyển vô ông cha vợ, bà phát hiện là cha vợ cho nên bà đòi lại, thì ăn không được thì ổng trả lại. Nói gì cho dù như vậy thì chỉ có luật dân sự thôi, phạt cái gì đó thôi, không có qua hình sự. Và cũng có nhiều lần như vậy, cho nên bà thừa biết cái chiêu đó. Nói chung là những người như bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không phải là tay mơ, người ta là đại gia rồi, dưới trướng bà là gì, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm cổ phần Đại Nam, của công ty du lịch Đại Nam, và bà có tới 4-5 công ty. Dưới trướng của bà là toàn là giám đốc hay là những người luật sư có thể, họ đã làm việc rất là nhiều việc rồi. Tiếng nói của họ nó có trọng lượng, chứ không phải là tay mơ. Cho nên thiệt sự ra nếu mà chúng ta nhìn nhận như vậy thì ông Võ Hồn Yên mới là bị vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cho vô bẫy, chứ không phải là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vô bẫy ông. Người ta biết, nhưng mà người ta cứ để từ từ, người ta cho đủ đến lúc chín mùi người ta mới bày ra. Và bày ra là thân bại danh liệt luôn đó. Tại vì bà không tiếc tiền mà. Nhưng mà thực sự thì bà nói thì cái lương tâm của bà làm việc như vậy, bà bỏ chi tiền chi đồ ra thì bà như vậy thì cái tấm lòng của người cũng hảo tâm đó, người hảo tâm. Chứ còn cái người mà hồ đồ hay là người ta sốt ruột, người ta bày mưu kiếm kế này, nó khác rồi. Nó cho ông vô bậy sớm rồi. Nhưng mà bà là người hảo tâm, cho nên bà có thể bỏ qua được những cái chuyện đó, như chuyện tình cảm. Nếu mà bà tôn trọng thì ổng có chữa bệnh được hay là ổng như thế này như thế kia thì bà bỏ qua được mà. Bà cũng nói như vậy mà. Bà là người tốt đó, người lương thiện đó. Nhưng mà đến một cái lúc bà không chấp nhận được. Tại vì giả dối bà chấp nhận được với lại công chúng, với lại cả đồng bào trong nước, ở trong nước mình hay là ở hải ngoại cũng vậy. Mang danh đi chữa bệnh lấy tiền nhưng mà trốn tránh đi trách nhiệm. Hoàn toàn là, nếu mà chúng ta biết sự thật như bây giờ là hoàn toàn là họ lấy tiền, không? Đưa vô một cái tổ chức mà lấy tiền không có trách nhiệm các bạn. Mà chữa đâu có hết đâu. Đó thì bây giờ là bà cũng kêu gọi đó, cũng kêu gọi là nếu mà ai mà có người thân mà
mà chữa bệnh hết á thì cũng nên đứng lên và bày tỏ cái quan điểm của mình để mà cứu ông Võ Hồng Yên, ân nhân, đúng không? Còn ai mà bị ổng lừa đảo thì cũng nên đứng lên. Mà thực sự bây giờ bà nói lên có hàng trăm người cầu cứu rồi, cầu cứu về chuyện lừa đảo đó chứ không phải là ân nhân nữa. Thì mới đây thì bà cũng công bố lên là một người đầu tiên là một ông Bùi Tân Tiến. Người này là gọi là một nông dân chất phác, có đất ở Sài Gòn, khu Thanh Đa gì đó. Rồi cũng phát tâm, thì theo thấy ông kia thần tượng quá mà, thần tượng cũng giống như bà vợ chồng bà Hằng vậy đó. Rồi phát tâm là đi tu, rồi quy y xuất gia gì đó với ông Yên đó. Rồi phát tâm ra xây chùa xong rồi cũng khi người ta phát tâm đó, người giàu người ta phát tâm cũng thiện tâm. Phát tâm rồi chùa đó, rồi ông Yên ông lật gọng sau đó tống ông kia ra khỏi cái chùa của ông luôn. Khủng khiếp chưa? Nếu mà một người lương y hay là một người bình thường mà phát tâm làm việc thiện, người ta đâu có màng tới chuyện danh lợi đâu, đúng không? Ví dụ như là một người bình thường hay là một người gì đó đi, họ phát tâm họ làm việc thiện, họ không có màng tới chuyện có tiền hay không có tiền, không thành vấn đề. Ví dụ như là những cái chùa, cái nơi ở hay là lô đất này lô đất kia đó, hỏi tôi mình ông cho tôi ở thì tôi đi chỗ khác thôi, tại vì tôi chỗ nào tôi làm cũng được. Tôi phát tâm tự nguyện thiện nguyện thì tôi làm ở chỗ nào miền Nam không được thì tôi ở làm ở miền Bắc thôi. Tôi chi vòng vòng không được thì tôi ở nhà tôi làm, là gì mình đâu có lấy tiền ai đâu đó. Nhưng mà đằng này nó ngược lại. Bây giờ chúng ta quay lại cùng với cái sự việc này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là họ mưu mô bao nhiêu đất, bao nhiêu cát, bao nhiêu cái gì tiền bạc chùa chiền gì đó của những người cúng là họ quật hết, họ lấy hết. Khủng khiếp. Vậy thì đây là một cái tổ chức lừa đảo thực sự, từ gia đình và có những người hiểu luật. Thời buổi bây giờ nó kinh khủng quá. Lưu manh nó đội lốt. Và đặc biệt một cái là làm việc từ thiện ha, làm việc từ thiện và lấy tôn giáo ra kêu gọi đóng góp là lâu nay rồi, mười mấy hai ba chục năm nay vẫn hoạt động bình thường. Tính ra giờ cái thứ nhất là người dân của mình nhẹ dạ cả tin quá, người nghèo không mà. Người nghèo và cái thông tin một chiều, chúng ta xem trên video là nhiều khi chúng ta chỉ thấy một chiều thôi. Đôi khi một cái tình huống, một cái trường hợp nào đó, chúng ta xem một YouTuber hay là một ai nào đó, một phóng sự nào đó quay một người nghèo và họ diễn ra một cái cảnh nó cực kỳ khổ, cực kỳ xúc động. Rồi cái bắt đầu cái lòng thiện tâm thiện chí của mình bắt đầu nó trào ra, nhẹ dạ nó bắt đầu, nhiều khi mình xúc động, nhiều khi mình cũng coi những cái video mà nó tới giờ phút chót mà nó phát hiện là tụi nó diễn, nhiều khi mình cũng xúc động, nước mắt mình cũng trào ra, mình cũng xúc động thiệt sự. Nhưng nếu mà mình chẳng hạn như là chúng ta không có một cái tay nghề hay không có một cái nhận xét đúng về hiểu biết về xã hội đó, chúng ta sẽ bị mơ hoặc, hoặc là chúng ta bị họ bị lôi kéo theo cái chiều hướng của họ. Giống như là một vở kịch trên sân khấu mà chúng ta ngồi dưới mà chúng ta ngồi khóc ròng vậy đó. Nhưng mà thực sự đó là những diễn viên diễn kiệt xuất ha. Nếu chúng ta không có một nghiệp vụ chuyên môn hay là một cái trình độ, một cái vốn sống hiểu biết về xã hội, về luật pháp và cái cách sống hiện nay, thì chúng ta sẽ bị họ dẫn dắt theo cái câu chuyện đó. Và những cái điều đó mà chúng ta cứ binh vực cho những cái xấu. Mấy hôm trước thì mấy hôm vừa rồi đây mình cũng có nói lên án cái chuyện mà họ giả sư, thấy không? Họ giả sư, họ đổi lốt nhà sư cũng là vì mượn tôn giáo để trục lợi thôi. Thứ nhất là mượn chùa chiền và họ đánh vào những cái con người mà nhẹ dạ cả tin và thiếu kiến thức hiểu biết về xã hội. Tôn thần tôn thánh lên, mọi thứ là điều sợ cái những đấng khuất mặt. Mọi thứ là sợ những cái gì đó là quả báo, nghiệp báo. Tại vì họ không nắm chắc được cái nào đúng, cái nào sai. Bởi vì khi mà cái vốn hiểu biết về xã hội đó, cái đúng, cái sai về cái khoa học đó, thì con người hay tin vào thần thánh, tin vào một cái đức nào đó nó phù phép. Nhưng thực sự mình sống ở đời, nếu mà thực sự mà nói là ai nói theo cái những cái tôn giáo hay là Phật giáo chẳng hạn, thì quả báo nó nhãn tiền. Mình ăn trộm ăn cắp thì rõ ràng là sẽ có luật pháp trừng trị,
không có một cái thế giới nào mà đi phước mặt phước đồ là giúp đỡ mình cả. Có giúp đi chăng nữa, giúp ở một cái thế giới khác, ví dụ mình chết rồi họ mới giúp mình. Ví dụ như vậy, nếu có linh thiêng hiển linh á thì mình có chết đi rồi họ mới giúp, như vậy thì đó là cũng là muộn rồi, đó là tập cuối rồi, đúng không? Còn nếu mà họ linh hiển thực sự, hay là chúng ta nói là cái kia kiếp này đã hay là cái đủ thứ cái chuyện mà chúng ta tâm linh á, nặng nề về cái chuyện tâm linh mà chúng ta cuồng tín á, thì nếu mà những cái cõi mà khuất mặt khuất mày đó, những đấng bờ trên tối cao của mình tin tưởng đó, mà họ linh thiêng á, là họ về họ bóp cổ những cái thằng lưu manh đó trước. Chứ bản thân của những người nhẹ dạ cả tin là những người thiện tâm thiện chí, là sao mà mình là mình, trong khi là mình nghĩ là mình là người thiện mà tại sao là mình phải sợ? Mình sợ ai? Nhà mình sống cái tức là cái do mình nhìn cái cách xã hội mình chưa có thấu đáo, mình chưa phân biệt cái nào đúng cái nào sai, mình còn bị mơ hoặc trên những cái lời nói ngon nói ngọt của những cái thằng lưu manh. Lưu manh á lúc nào nó cũng bày trò trước hết á, bày trò nó chuẩn bị và nó hiểu những cái luật để nó lách mình. Chỉ có những người giỏi và những người trong cuộc và những người giỏi hơn, họ có kiến thức nhiều hơn thì họ mới tìm ra manh mối. Thậm chí có những người bị lừa đảo đó, như ông Bùi Tân Tiến á, mấy chục tỷ đồng lừa lưu đất cất cái chùa cho họ, nó giờ nó đuổi ông ra ngoài, là một nông dân có tiền thôi, cho nên cái kiến thức về xã hội về luật pháp kém, cho nên họ không biết xử lý. Còn bây giờ là đụng vô tới là bà Nguyễn Phương Hằng đây, là một người từng trải, một người thông minh chứ không phải là một người dở. Chẳng qua là người ta thiện tâm thiện chí, người ta muốn phát đại nguyện là làm tốt cho đời, làm tốt cho xã hội, họ cứu những người nghèo, cho nên họ phát tâm đại nguyện ra. Bà nói là bà có những cái công ty như vậy mà làm lợi nhuận 100%, lợi nhuận của bà chỉ làm từ thiện thôi, bà không làm gì hết, hàng ngàn tỷ đồng bà bỏ ra. Thì rõ ràng là cái tâm của người ta quá tốt, quá sạch sẽ rồi. Chứ rồi bây giờ bà đối chất hay là bà gì đó tố cáo, hay là bà quậy phá ông Võ Hồng Yên, bà đâu có được gì đâu. Thế là bà quậy phá là cái người nguồn ngang cơ ngang đồ với bà gây uy tín, hay là bà làm gì đó hiệu ứng là bà PR tên tuổi bà cho nó có lợi đó, mà bà kinh doanh bà thu tiền gì bà, nhưng bà lấy tiền lời này bà làm từ thiện thì bà không có mục đích đó. Mình nghĩ chắc chắn là như vậy. Về cái lý trí mà nhận xét về xã hội, về cái cách tình người, về cái cách sống, cách cống hiến cho cái xã hội đó, hai người ai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Tất nhiên thì sẽ đứng về phía bà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn, không ai đứng về phía Võ Hồng Yên. Thứ nhất, ông Võ Hồng Yên là một người phát tâm làm việc thiện. Bây giờ mình nói về việc thiện đi, nhưng ông không có tài chính. Một người làm việc thiện nghèo đó thì làm cái gì mà làm không lấy tiền ha, trên danh nghĩa không lấy tiền, từ trước tới nay không lấy tiền. Vậy thì tiền ở đâu ông có hàng trăm tỷ đồng, tiền ở đâu ông có mà có hàng đống đất đai, ở chỗ nào bán đất là ông mua đó. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi ông Huỳnh Uy Dũng, ông thừa biết là một người kinh doanh cực nhọc như ông, từ nhỏ mới có tiền, không phải chạy đầu này phải chạy đầu kia, phải nhiều khi phải tính thiệt tính hơn, lỗ lên lỗ xuống, thức đêm thức hôm mới có được tiền, mới có hàng trăm tỷ đồng. Chứ còn ông Võ Hồng Yên, ông làm từ thiện không mà làm gì có tiền, ông đâu phải là nhà kinh doanh. Ví dụ như là trước đây ông làm như ông bà Nguyễn Phương Hằng, ông có tiền đi, bây giờ bà ông phát tâm ông làm việc thiện đi thì để che đậy được. Còn đây ông là người xuất thân không có tiền mà làm gì ông có tiền đó. Cho nên những đồng tiền đó chính xác thì nó là phải là gì, trái pháp luật rồi đó, hoàn toàn là chúng ta sẽ suy luận từ cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là một ông nhà sư thì làm gì mà có tiền, chỉ có tiền đóng góp thôi của Tam Bảo thôi. Bây giờ thì nó vỡ ra đúng không, chúng ta phải biết. Cho nên không phải ai cũng có cái kiến thức về xã hội, hay là cái quan sát, hay là cái nhìn nhận một cái cách đúng. Nhiều khi chúng ta chỉ mơ hoặc về một cái đoạn clip. Và bây giờ mình cũng thiệt, bà Nguyễn Phương Hằng bà cũng tung ra là cái người mà chuyên gia quay clip của ông Võ Hồng Yên, cũng là một trong những người có công ty về du lịch Việt Travel gì đó đang lên, chuyên làm những cái video, chuyên thu âm ghi âm những cái tình huống của ông Võ Hồng Yên, thì phê cánh đồng bọn đó.
chắc bây giờ thì cũng sẽ công an vào cuộc thì mọi thứ nó cũng sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng mà đây là một cái điều mà hạnh phúc nhất, là phơi bày ra những người lừa đảo. Và trong 1-2 năm vừa qua thì chúng ta hạnh phúc khi thấy nhà nước Việt Nam phanh phui ra từng người lãnh đạo, từng người tham nhũng, tham ô, trục lợi, đúng không? Gọi là đốt lò đó. Thì bây giờ may mắn là những doanh nhân, những người thành đạt như vậy, những người cống hiến, họ phanh phui ra những cái tổ chức lừa đảo trắng trợn như vậy. Cái này cũng có thể là phanh phui tới chính quyền nhỏ nhỏ nào đó nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Tổ chức này không phải là đơn giản, nó có níu kéo. Tại vì ông Võ Hồn Yên, ông là ông bị hội đồng y tỉnh Hà Tĩnh hay gì đó tước lại cái giấy phép rồi. Trước kia hồi xưa cái ông làm xong họ thấy phục quá, mình có coi, mình cũng có xem truyền hình, và như lúc đó mình còn ở Việt Nam, mình cũng có xem truyền hình, mình thấy ở trên tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị gì đó họ cũng công nhận là bây giờ một thằng y như vậy giỏi quá rồi, thì không xác nhận thì nó còn uổng phí, thì họ công nhận và cho ông một cái giấy phép kiểu là của trung cấp gì đó đi học đó. Ông làm việc cho ông một cái giường thuốc nam ở ngoài đó nữa. Nhưng mà cuối cùng bây giờ phanh phui ra, thực sự bây giờ cái giường thuốc nam đó chỉ hoạt động trong vòng 1 năm và bỏ rơi, tức là không hoạt động nữa, bây giờ là bỏ hoang tàn rồi. Rõ ràng những cái thiện nghiện đó nó không xuất phát từ cái tận cái lòng của ông Võ Hồng Yên, bởi vì ông này ông muốn đi làm kiếm tiền trục lợi. Bây giờ là mình chúng ta soi ra rõ ràng như bà Nguyễn Phương Hằng bà tìm ra đó, là đi làm tức là chạy chỗ này chạy chỗ kia rồi bán phiếu bán vé để những người mà bệnh trị bệnh á tới để trục lợi, cho nên họ không có làm theo cái kiểu từ thiện ở một chỗ làm không công. Âm mưu của họ lấy tiền theo một cái danh nghĩa là ông Yên ông làm từ thiện, nhưng mà cái tổ chức của ông lấy tiền. Và có tìm ra đi nữa thì ông Yên ông nói ủa tôi đâu có làm lấy tiền đâu, mà chỉ có đám đệ tử hay là mấy người kia là thu tiền đó. Nhưng mà nó khổ một cái tới giai đoạn này là bà Nguyễn Phương Hằng là bà theo sát cánh, cho nên nó bể dĩa, chạy không kịp các bạn, chạy không kịp, tính tìm đường chạy đó, thu tiền rồi cũng than mệt than khổ rồi, nói với lại ông Huỳnh Uy Dũng đó, giống như là đợt này dạo này thấy mệt thế đồ chắc không làm hoạt động nữa rồi đó, nhưng mà chạy không kịp, rút lui không kịp nữa. Có thể là cái đoạn đây là đoạn ăn cuối cùng, cái đoạn cứu trợ Bảo Lục và cái tiền nguyên xây dựng chùa đó, hầu như là cái trong chùa, trong cái chùa của cái gì đó tịnh độ gì đó, họ không có tổ chức ra một cái kêu gọi để mà đóng góp, ông này thì tự đóng góp, mà nhưng mà mang danh nghĩa tôn giáo đi đồng quyên góp đó là vi phạm pháp luật nếu không có tổ chức. Và cái đồng tiền chúng ta hiểu rồi, một cái tổ chức nào đó, tổ chức ABCD nhóm này nhóm kia, thì cái tài khoản phải vô một cái tài khoản chung của cái tổ chức đó chứ không phải tài khoản cá nhân. Nhưng mà hầu như là bà Hằng bà tìm ra được là vô tài khoản cá nhân của ông Võ Hồng Yên hết, rõ ràng là chỉ đang trục lợi chứ còn gì nữa, nó rõ như ban ngày rồi, giờ đứa con nít nó cũng biết nữa. Khủng khiếp. Thì cũng hay, mình thấy cũng hay, cũng nên bỏ, không thương tiếc được, tại vì họ lừa cả thế gian này, mà lừa 14 năm nay mà biết bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người đau, đổ tiền đổ bạc ra bò lê bò lết quỳ lạy ông, không tôn thần tôn thánh lên quỳ lạy, ngay cả chính quyền mà cùng mù mờ. Cho nên bây giờ họ phán quyết ra là rõ ràng là vì Bộ Y tế không công nhận ông này, không cho ông này hoạt động. Và những cái tỉnh mà khi nào mà nơi nào, cho nên thời gian vừa qua lâu nay đó, mấy năm nay đó, chúng ta ít thấy những cái video clip của ông đi chữa bệnh, là vì những cái hiệp hội y học của các tỉnh nó không cho phép. Khi nào mà ông có tổ chức là nơi đó là họ sẽ có bị giấy mời liền. Như ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ Võ Đại Nam đó, ông cũng nói mà, khi mà năm 2019 thì ông có tới xin vô làm ở trên chỗ Đại Nam, đúng không? Tổ chức chữa bệnh ở trên Đại Nam, thì ông cái ngày 27 tháng 7 gì đó, ngày giỗ của bà mẹ của ông Dũng, cho nên ông cũng tổ chức, ông cũng để cho làm. Và ông sau cái bữa giỗ đó, ông cũng mời những người đó ở lại ăn cơm hàng vậy. Giờ ông thấy, nhưng mà thì tổ chức
chữa bệnh cho đó 2 ngày thì ở bên chính quyền của Bình Dương hay ở đâu đó gửi giấy mời gửi giấy mời là không cho phép, không được phép hoạt động, thì ông mới giật mình đó. Cho nên ông Dũng ông không phải là ông không biết đâu, nhưng mà ông giật mình tức là phải có một cái gì đó mà luật pháp người ta không cho. Cho nên đôi khi chúng ta, nhiều khi mình lâu nay mình cũng không biết là tại sao, nếu mà không hoạt động được tại sao mà chính quyền hay là địa này nọ không có vô cuộc hay là không cho. Thực sự người ta đã không cho, đúng không? Về bên chính quyền cũng không cho ông này hoạt động, tại vì ông này không có bằng cấp gì hết á, ông bị dân thôi. Và ông lấy cái tờ giấy phép mà ở tỉnh Hà Tĩnh ngày xưa cấp cho ông đó, nó đã rút lại rồi, nhưng mà ông vẫn còn lấp liếm, là không có nói ra sự thật. Thì ông mỗi cái nơi nào mà cho ông hoạt động á là cứ nghĩ ông còn giữ cái tờ giấy đó, nhưng thực sự họ đã tịch thu rồi, nên ông làm lậu chứ không phải là chính quyền họ cho phép. Như vậy thì tại sao nó không phanh phui ra? Tại vì không có đơn tố cáo. Ít ra ông phải lừa đảo và có ai tố cáo thì người ta bắt đầu cơ quan điều tra hay là công an gì đó nó mới vào cuộc điều tra lần lần ông này có vi phạm hay không. Chứ còn bây giờ ông làm thì bây giờ ông làm sai thì chính quyền địa phương cấm ông không hoạt động, tại vì ông không có bằng cấp, thì đi im lặng. Còn cái chuyện PA hình ảnh của ông lâu nay á, thời gian gần đây không có thấy là lý do họ cấm rồi, chúng ta không thấy nữa. Và bắt đầu cái danh nghĩa thần y nó vẫn còn. Cho tới bây giờ thì bà Hằng, bây giờ là ông chuyển qua hướng là gì? Ông làm ăn cái chỗ mà chữa bệnh không được nữa, ông chuyển qua hướng là gì? Xây dựng chùa, thấy chưa? Chuyển hướng qua cái chuyện mà đóng góp xây dựng chùa, lấy cái uy tín của ông đi xây dựng chùa. Rồi bây giờ ăn dày qua nữa là lóng qua cứu trợ. Những cái thiện nghiện là cái dễ lấy tiền nhất và né tránh pháp luật dễ dàng nhất, đúng không? Tài khoản mà nó chuyển sao giờ biết ai, 100 người ông phát lên là 99 người biết ai, trừ khi cơ quan nó vào cuộc hay là nó tìm ra ngân hàng nhận biết được thôi, báo cáo từ ngân hàng có bao nhiêu người gửi về thì chỉ có những con số nó thống kê rõ ràng mới biết thôi. Chứ còn người mình chuyển 10 người 100.000 50.000, thậm chí có người đưa tiền mặt luôn, thấy thương quá, thấy tội quá, xúc động quá rút tiền mặt cho luôn, làm gì mà có chuyện mà đúng không? Khủng khiếp lắm chứ bộ. Bây giờ những thằng ăn xin, những giả sư, những thằng bán vé số rồi cũng dễ dàng đủ thứ trò, những anh Việt kiều giả về cũng cơ hội rồi, cũng khóc lóc kể lể hoàn cảnh này hoàn cảnh kia để gì, để gọi là cộng đồng mạng giúp đỡ, rồi bắt đầu mình chúng ta xúc cảm, chúng ta cảm thấy đồng loại mình nó thương tâm quá, tại vì nó diễn hay quá, cái diễn có chủ đích, ngồi nó khóc nó lóc đủ thứ, đó là mỗi người cho 100 một ngày lao động của mình rồi xong nó sung sướng. Cộng đồng mà chỉ có cộng đồng mà người ta cho một cái là nó làm giàu luôn, chứ đừng có nói là đủ ăn các bạn ơi. Chúng ta là những người đi làm cật lực ra dành dụm từng ngày từng giờ, làm giờ kiếm từng đồng từng cắt. Cho nên mình không phải là mình không có làm từ thiện, nhưng mà mình làm từ thiện đúng chỗ đúng nơi, và cái nơi nào mình thấy rõ ràng nơi đó là cái đáng để mình làm từ thiện, rắp tâm từ thiện, chứ không phải là tiền của mình dân mã phát hay là gì đó rồi thấy ai xúc động mà mũi lòng là mình cho không đâu, tùy theo trường hợp. Đôi khi cũng xúc cảm địa, cũng động lòng thiệt, nhưng mà cái hoàn cảnh đó nó chưa đáng. Ôi, cuộc sống bây giờ dàn thâu lẫn lộn, người tốt thì bị bỏ rơi, kẻ xấu thì được tôn vinh, bởi vì nó mị dân, bởi vì nó phong thần phong thánh lên, nó có PR, nó có những người nó có kiến thức, đúng không? Còn những người dân tốt dân hiền lành thì nhiều khi chủ quan thờ ơ, tin tưởng quá, nhẹ dạ quá. Bởi vậy như thời gian vừa qua thì nào là những cái động yêu quái bồng lai đó, động bồng con đó, rồi những chùa chiền đánh vô tâm lý là chùa thôi, bây giờ là xây dựng chùa thôi, chùa là mọc lên như nấm, ai cũng xây chùa
đắp thanh đắp lũy xây chùa cho hết mà không có tiền đó, không có quản lý, không có ban trị sự, không có tổ chức cá nhân nào quản lý. Bây giờ kiểm tra lại mấy cái chùa ở thôn quê là cũng coi chừng đó, cũng có chứ không phải không đâu. Mấy ông sư ông đồ đó tham lam trước sau cũng có đó. Tại vì cái đồng tiền đó Phật tử Phật đồ người ta nhẹ dạ và cũng không ai dám lớn tiếng rồi để mà kiểm tra. Mấy ông mà quản lý rồi mà tự tung tự tác luôn, rút ra rút vô chi tiêu ra không ai biết đâu, tụi mình nói thiệt luôn đó, làm gì biết. Ở mà cái trình độ mà cũng dân mà ở cấp thôn cấp xã, những cái chùa chiền ở xã ở quê đó, làm gì mà biết được quản lý được cái tài sản đó được đâu. Cho tiền mặt, có nhiều người tới cho rút tiền túi ra cho rẹt bỏ bì thư thì làm gì mà chứng nhận vô được cái công chức. Ông kiếp ông lừa dối, sai lầm của anh này là lừa trúng bà Nguyễn Phương Hằng. Bà cũng rộng lòng tốt đó, nhưng mà ông này ông tham quá, tham vô đạo đức. Ok, chia sẻ của mình xin tạm dừng ở đây. Thì mình cũng sẽ theo dõi, mong rằng cái sự thật nó sáng tỏ ra để mà người dân của mình hay người ở trong nước hay mọi người có cái cơ may, cái tiền mà vài trăm tỷ đồng còn có thể hơn nữa, hay là gì nhiều mạnh thường quân nữa, họ đóng góp, họ xây dựng những cái quỹ từ thiện mà trong nước của mình nó trở nên là những cái quỹ dành cho người nghèo, họ thoát được cái nghèo, quỹ của những người bị bệnh từ nhỏ tới lớn, không? Tại vì theo như lời ông chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, ông mở cái lòng ông ra, ông nói thì những người bây giờ là những người mổ tim, bệnh tim, cấp cứu rồi đó, nếu mà có tiền thì họ vô họ trả, còn không có thì nhờ y bác sĩ tại chuyện bệnh viện Chợ Rẫy hay bệnh viện Nhi rồi đó, thì cứ lấy cái khoản tài trợ của ông ngay tại chỗ cái quỹ đó mà cứu trước, rồi sau đó nếu ai có tiền thì họ trả, không có tiền thì cứ rút tiền đó mà cứu ngay. Tức là gọi là cái quỹ mà quỹ dành giật cái giờ già giờ vàng đó, đúng không? Tức là cái người cái giờ vàng đó là nhiều khi mình họ phải làm thủ tục chụp hình chụp phim rồi bắt đầu lên ca mổ thì trong vòng thời gian bao lâu, nhưng mà nếu mà phải chờ người nhà có tiền để đóng hết những khoản đó thì vậy thì cái người mà bị tai nạn hay là những người cấp cứu đó họ qua đi cái giờ đó họ chịu không nổi, đợi không kịp thì có thể là tính mạng của họ mất đi. Cho nên cái quỹ gọi là quỹ giờ vàng đó thì họ sẽ một cái quỹ đó rất là hay, là bây giờ là trước mắt là vô là cứu liền, còn cái tiền bạc đó là bên ông kia ông tài trợ đó. Nếu ai có tiền thì họ vô họ trả, còn không có tiền thì họ cứ ghi cái danh sách mà mình bác sĩ y bệnh viện tại chỗ đó họ cấp cứu đó, cứ đưa lên bên phía ông Huỳnh Uy Dũng họ xét và họ xem là họ trả. Như vậy là quá hay, quá tuyệt vời rồi. Hy vọng là bớt đi những cái gì đó, cái gì làm từ thiện, cái kiểu chùa chiền rồi nó giảm bớt đi mà xây lên những cái quỹ đó nó hay hơn. Tại bây giờ là nên đầu tư vào cái quỹ y tế người dân Việt Nam của mình, người dân tất cả mọi nơi thôi, như vậy họ cần nhất là cái chuyện y tế. Đôi khi một cái cuộc sống con người mà nó bất thình lình nó xảy ra thì cần cái chuyện đó xảy ra, mà những người có tiền có tâm như vậy là nên đầu tư vào cái, nên không có dùng cái từ đầu tư mà xin lỗi các bạn, chúng ta mình phát tâm thiện nguyện mà xây dựng những cái quỹ về y tế kịp thời, hay là thậm chí là trong tương lai gần hay xa gì đó chính phủ hay là nhà nước Việt Nam mình đó xây dựng lên một những cái phúc lợi y tế giống như ở những cái quốc gia giàu có bệnh thì chữa miễn phí, ít nhiều phải miễn phí cho người ta, đừng có để nó khi mà bệnh đau là một cái gánh nặng của một cái gia đình, của một cái xã hội.